Alo anh nghe. Anh ra liền, ra liền, ra liền. Đây. Ra là nước phải sôi, thiệt là sôi. Trà của chú Tám á là ngon hết sảy rồi. Phải đổ ra cái ly trước cái cho nó bớt đi 100 độ ha, nó xuống còn khoảng 90 mấy độ thôi. Gu của chú Tám là vậy. Rồi sao rồi? Dạ. Rồi vừa rồi rồi mày với thầy thằng Luông á lên dự hội nghị nông nghiệp ở trên huyện Chợ Lách làm sao rồi con? Dạ, nhiều giống cây á độc đáo lắm chú. Ừ. Mà công nhận thiệt nha, xứ của người ta làm giống dỗ thiệt á. Thì đương nhiên rồi, mỗi một nơi thì người ta chuyên canh, người ta chuyên ngành một lĩnh vực. Thí dụ như mình đây, mình là coi như là cái vùng của mình là chuyên là ươm nuôi cái giống để cung cấp cho các tỉnh miền Tây, vậy thôi. Dạ. Vậy mời Vũ uống cà phê của ba xài. Ờ. Thấy đậu cái xe ngang ngược là biết thằng luôn à. Làm cái gì mà từ xa nghe hai anh em nói chuyện cười rơm rã. Trời, có gì đâu, bàn chuyện thời sự thế giới. Làm cái gì mà gấp gáp thấy tôi về dữ vậy? Em đang có chuyện gấp, chị né cho em đi, tính tiền sao nha. Lúc nào cũng lật đật. Tình yêu đến anh không mong đợi gì. Cái ông ngộ ghê á, hẹn mà giờ này. Ui da, ui da, ui da, ui da, ui da, kiến cắn, kiến cắn. Ui da, ui da. Ủa sao anh thấy giờ cái gì mà hẹn mà giờ này mới tới nha ông? Ui da, kiến cắn tôi luôn á. Chờ tôi có lâu không? Lâu sao không? Biết sao không? Xe bị mất thắng nên là ghé tạt ngang qua sửa luôn. Sợ không có thắng, lưỡi trúng trái tim của Wifi á. Mệt quá, xe cộ gì đâu á. Chạy chiếc xe xịn xịn tí đi. Xe giỏ làm gì mà để mất thắng vậy? Ê. Hả? Gì? Ủa mà quên nữa. Mỗi khi là thường thường là hẹn ngoài văn ra, có chuyện gì hẹn ra. Tự nhiên hôm nay chủ động gọi cho tôi. Có ý đồ với tôi đúng không? Đổi ý rồi đúng không? Yêu tôi đúng không? Ý đồ con khỉ quốc xì. Ủa mơ ông hơi mệt quá. Tôi đang có chuyện quan trọng mà tại vì trong cái vụ này thì tôi không muốn anh Văn nguy hiểm nên tôi kêu ông. Kiếm ai à? Chuyện này chuyện bí mật. Tôi sợ người ta nghe thấy á. Sao sao? Sớm mình có giang hồ. Cái gì? Sớm mình có giang hồ? Ừ. Ê, đi đâu vậy? Đi về. Ủa đi về làm gì? Chưa nói. Tôi sợ giang hồ lắm má ơi. Trời ơi ngừng lại. Ông đàn ông lên cái coi ông nói lộn cua tôi rồi sao sao ông nhát gan quá vậy rồi sao mà tôi chịu? À quên. Giang hồ có gì đâu. Ba cái lẻ tẻ mà sao kể tiếp nghe coi. Tối nay tôi đi uống cà phê với mấy đứa bạn á, cái bàn ngồi kế bên nó 5-6 người đàn ông á, mình mẩy vậy nè, xăm chỗ nhìn không thấy thịt luôn ha, nói là đi về sớm mình để đòi nợ. Về sớm mình đòi nợ nhỏ thôi mà có nhắc tên chị Ba Xài với anh Lương. Ba Xài anh Lương? Ừ. Vô lý, sao dính vô Ba Xài anh Lương được? Tại vì biết sao không, tôi nghe là anh Lương ở trên Sài Gòn á, ảnh làm ăn này nọ dữ lắm á, sao mắc nợ được ta? Này nọ, càng này nọ thì càng nợ. Người ta nói là thuyền lớn thì sóng lớn, ông biết hả? Còn chị Ba Xài á, nhìn mặt vậy mình đâu có biết được, mình đâu có biết được ở trong của người ta như thế nào. Ê, lên 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 xe, lên xe, lên xe. Lên xe làm gì? Đi theo tôi. Lên xe. Đi đâu? Đi làm thám tử. Cái vụ này tôi tò mò lắm rồi. Nè, đổi 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 nói. Mắc nợ. Thì ghê quá, phải làm rõ sự việc thì mới được. Anh uống nước đi. Cảm ơn em. Em chuẩn bị giấy tờ cho anh hết rồi đó. Vậy hả? Vậy tốt quá rồi.
Em thấy anh tính vậy cũng tốt. Ở Sài Gòn dạo này cũng ngột ngạt lắm. Với lại con của mình cũng thích ở đây. Mà em nghe nói là ở đây để học mà nông nghiệp, nông lâm gì đó. Thật ra anh về đây mấy ngày, anh rất thích nơi này. Công nhận nha, cái vùng này bây giờ phát triển dữ ha. Mà anh dự định khi nào lên Sài Gòn vậy? Nếu mà giấy tờ xong á, sáng mai đi luôn. Tất cả giấy tờ á, em chuẩn bị trong giỏ hết rồi. Anh khỏi soạn ra nữa. Cảm ơn em, lúc nào cũng thương anh. Ủa, cái ao này nuôi cá gì vậy Tý? À, ao này nuôi cá tai tượng. Hai ngày nữa là thương lái mua rồi. Nhưng mà Trang thấy cá nhỏ xíu à. Đâu có, cá như vậy là lớn lắm rồi đó. Bán xong còn thả cá bột lại nữa.